Rồi kéo mày nữa đi. Quý vị và các bạn thân mến, như bạn thấy trước mắt đây là cái chiếc đậu ở trong bến mà bị nước ngập này. Đây, này là sự cố quá buồn luôn rồi. Đậu bến mà bị nó dài vô cái trụ biết sao mà nước nó vô đầy nhóc, nước lớn ngập luôn, chìm luôn vậy, cũng như chìm luôn rồi. Là ghe nghi trục vớt chạy cái động cơ Hino. Giờ vậy ngập lên tới nãy là ngập tới mấy ép khẩu luôn. Đây, mình cùng nhau đi xuống mình xem tình hình nó sao đây. Nghiên cứu cái biện pháp mà tối nay anh em mình sẽ trục vớt lên. Thì bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, nước đang dựng rồng ha. Dựng rồng thì theo như dự tính anh em mình thì khoảng 10 giờ tối nay là nước sẽ rồng sát, rồi sẽ trục vớt, là bơm nước ra ha. Sẵn chuẩn bị những cái bơm cỡ lớn ha, rồi bơm ra. Em đi xuống mình xem coi. Nãy trôi phi rồi, vớt phi rồi lên rồi. Quá khổ quá các bạn ơi. Biển thất mà còn bị nạn vậy nữa, đúng là khổ luôn. Trời ơi, linh láng luôn rồi, không còn cái gì luôn. Nói trong ghe không biết còn dầu còn mỡ gì trong ghe không nữa. Nếu mà số lái bạn thấy nè, nước ngập lên tới cabin luôn rồi. Chiếc này lát nữa rồng không biết có bị cấn gì không nữa nè. Rồi cái phần lái này nó hơi nghiêng rồi đổ gì mấy bên đây nè. Đây, cái lái của chiếc này giờ là nó lắng qua lắng lại, cái dè nước là nó gác lên cái ấp khẩu luôn á. Bây giờ mình phải canh nước rồng mình xô ra chứ mấy là nó nằm đè lên cái ấp khẩu luôn rồi chết luôn. Rồi dầu mỡ đâu này kia nó khát kiểu như vì cần tối nay cố gắng trục vớt cho nổi lên thôi, mình xử lý thay nhớt sao. Bây giờ là 9:30 tối, 9:30 tối nước rồng mà không thấy sát do đó rồi. Thôi thui luôn, nước cạn nè, thấy sình luôn. Thôi thôi, hơi này cạn túa, dư sức. Nào này hả? Bị xúc ống hơi nhảy dưới gắn luôn. Kéo luôn. Dư sức, cỡ này bơm dư sức kịp. Xin gãi xúc chỗ đó đó, xúc chỗ ba đó. Đêm hôm canh luôn à. Canh nguyên đêm hồi tối bơm nước, nước lớn nổi ra rồi này. Giờ sáng lại thì mấy anh trai giờ xuống xử lý phần ở dưới khoang máy này. Bây giờ là đi đường phà xuống. Có cái thúng chai này. Thì xuống thay đi ra ngoài kia, giờ sau đó, bên kia hết đi xuống đường, đi đường bên đám đây. Giờ xuống dưới đường xử lý mấy cái máy với mấy cái hộp số một loại này. Thay nhớt ra. Rồi đẩy ra. Ok. Đúng trời. Ở chơi xuống luôn. Em xuống trước. Chà. Cái thúng này mà. Rồi xuống ra tới. Cái thúng qua đâu? Bên kia có cầu thang hả? Kia có gà nhỏ. Rồi quay vòng luôn rồi. Chết cui. Anh biết kẹo con trai không anh trai? Quay một vòng không ạ? Đó, lấy lái lên, móc lên, quá dữ. Rồi, ở đây lên dễ rồi. Cha vừa đi đảo ha. Rồi. Hồi tối bơm tới 3 giờ phi mới nổi ghe. 3 giờ phi mới nổi ghe rồi canh luôn tới sáng 4 cái bơm luôn, 5 6 cái bơm luôn. Hồi tối bạn thấy nước lên láng rồi, giờ rút rồi nè, nổi ghe lên rồi. Đi xuống đường này, cắm điện vô đi.
cái lỗ này đi xuống, lỗ nhỏ xíu. Ê, cái thùng này hôm bữa có ngập không ta, quên nữa. Không. Cái thùng điện này nè. Không. Sao cứu không? Chứ em thấy nổi dáng rồi đó. Đâu thấy. Đó. Cái nào nữa, tầm vô lỗ đi. Trời ơi. Cái này đi xuống. Này. Cái nó chạy được không? Được. Cái được rồi. Trời ơi. Quá trời cái máy nè. Ờ, cái bơm này bơm ngon nè. Tại vì em cũng còn nước động ở bên đây nè. Nước động ở đây nè. Đây là cái dàn tời nè. Rồi. Dàn tời cái hộp số với cái... Rồi, cái với cái kéo tời lên trên nè. Đấy. Cái đường này đi thông lên cái bon ở trên nè. Giờ xả nhớ từ trên xả xuống luôn. Đó, xả hết luôn. Đây là cái động cơ máy chánh nè. Máy chánh này Hino 8 tất 37 gì nè. 837. Nhập lúc luôn, rồi xả nhớ ra. Rồi một cái máy chánh nè. Cái hai cái máy đèn, hai cái máy bơm, máy phát. Bốn dân ma mà mất máy gì mất mạc rồi đó rồi. Cũng lâu cái bơm hơi nè. Còn đây. Đây là máy 6. Trời. Máy 6 Dawu gì đây? 6 Dawu. 6 Dawu cũng kéo lôi máy hơi không à. Giờ tháo cốc đề với dynamo ra trước hả? Cốc đề dynamo đi ra đi vệ sinh. Với motor, ba đầu điện. Tháo ba đầu điện đi. Rồi mình xả nhớt ít sau. Nè, con nè, con nhiêu nè? Dầu xuống. Con nhiêu chứ không? Ôi, coi chừng xả ra coi dầu hơi nước đó. Dầu á. Tại vì không có đóng nắp nè, cái nắp mở nè. Tao xả thử. Nước, ba ơi. Dầu con nước mà. Dù nước. Nước không à. Thì xả ra hết, mình nạp tới dầu rồi đấy. Nước không? Nước không ạ? Đây nước thôi, rồi. Xong rồi. Cái dầu còn nước rồi đâu. Máy ảnh báo là về ga không còn dầu, hết dầu rồi. Ga không còn miếng dầu nữa. Có nguyên cái dàn bòn, dàn tẹt ở đây nè. Đây nè. Xả xuống khoan cho cái bơm ra ngoài luôn. Tháo lên đó, tháo ra được cái gốc đề đó. Cái này đang tháo cũng nhiều này á. Thì hít cho mày ghép mày nói là cái nhân nó bị đắm này, bị nước vô này. Cái mấy đường hàng mà nó vô dữ lắm, giờ nước rồng á. Bây giờ nước rút, nó rút lên nó bớt vô thấy cái mặt trời ở ngoài luôn nữa, thấy không? Cái kẻ nè. Đó. Kẻ thấy mặt trời ở ngoài luôn á. Không cái này không có dán keo. Cái mê này không có tích keo à. Nó hỏi bị hỏi đường hàng. Vô nước. Thôi, đổi cái cũ vô mình xúc ra một cái mà xong rồi thay ra mình mới đổi cái mới vô ha anh trai ha. Nào chạy đi về cái cũ để xài luôn. Cốc đề đồ làm mới về đắp vô rồi. Thôi tưới tưới mình còn ăn món này rồi. Giật cũng đoạn ra ha để tưới cái chân nhẹ nè. Thôi giật cò ra đi, giật cò ra thử coi, giật cò ra đi, kéo hơi nó cho nó giọng mấy cái miệng mấy cái kính miệng lại. Khoan. Ở để đây kéo mà khoan, để là chờ kêu à. Lấy mấy lồng đèn ra mình lôi cái nữa. Rồi kéo nữa đi. Lấy cái đầu chim ra rồi đó. Kéo nổi không đây nữa. Lấy đầu chim. Ôi nổ luôn rồi, chạy luôn rồi. Ôi chạy tắt hay sao? Nổ luôn rồi. Nó nổ luôn rồi. Tắt ở đâu? Ôi tắt ở đâu? Ôi nổ luôn. Chứ vô tay tắt chỗ nghèo á. Tắt đi để vào nước qua. Ôi dây đâu dây nào vậy? Dây đâu? Ôi tắt đi.
chưa kìa, nó tắt rồi. Rồi vậy nổ rồi, sao mà im vậy? Để đi. Rồi vậy nổ rồi. Đụng cái dầu còn 500, 500 lượt nè. Nổ được cái. Chưa xả dầu luôn. Chưa xả dầu. Còn 500 lượt nè. Thì dầu 500 lượt nè. Rồi ok ok. Xong. Còn em. Vậy đi xả dầu rồi chứ. Thôi. Đâu cho nổ đâu xả cháy. Thôi được rồi. Được rồi, vậy ổn rồi, nổ rồi, nổ rồi. Rồi lấy nắp cò lại lên. Rồi chạy lại đi, dặn 48 rồi nè, tới máy 2. Rồi, đẩy nắp co. Giờ mở cái này. Lông đoàn em bỏ đâu hết anh vậy? Để lông đoàn qua đây. Dục đâu đó. Máy này quên ở đây nè. Cục đề mới làm về trắng nổ mới tin luôn. Nước ngập, đang chạy thường mà nước ngập đi lên vệ sinh thay thang. Chưa. Còn đây mấy mình đang chim cò này. Chim cò lôi cho nó cò nước ra hết. Thiếu đoàn què gì? Bệnh bốn máy này sao máy mà. Thiếu cho hai miếng nữa. Thì lông đoàn anh trai, anh đẹp trai. Tạc rồi. Rồi. Tạc rồi, tạc. Thì nó thôi. Đi lấy cái gì á, tao nói giờ khát nước nên hỏi nước nước nữa hả? Tao lợi. Lên chút chưa. Đầu 6 cắn cắn. Ê, ê, không nổi gì không nổi. Chuyện lỗi vô trong lóc á anh chuyện ơi. Sao nãy bên đây ngon mà giùm kỳ vậy? Cho máy máy này thấp hơn kìa. Đó. Nhẹ. Đó. Rồi. Cánh này Hino 837 gì này. Khúc đề mới tin luôn. Đó. Làm ba cái gốc đề với lại hai cái demo, hai cái demo hết 5 triệu mấy. À, tiếng này tiếng Hino 8 mà, Hino 8 tất 37 gì đây. Đậu nhất ngon lành không? Đẹp luôn quá trời á. Trời ơi. Nấu được mừng rồi, trời ơi. Hối hàng gì ra đi ghê vậy. Qua đổ nhớt vô đó bạn ơi, thấy thùng nhớt luôn, bình thiên luôn. Chịu hết, quét nhớt sạch sẽ, xong xả nhớt ra, đổ nhớt mới vô rồi không?